sẽ tự quay, anh tôi bắt em kia nên tự nhiên tắt của anh đi. Năng đẹp thì tắt đi. Làm cái gì? Thế để em quay cho. Em có thể quay của em được. Chắc chắn lên là khoai xem. Xem bạn bè cũng không biết là mình đang làm YouTube hay là cái gì nữa mà phải lo. Làm. Hả? Cái gì cơ? Ồ, mấy cái hạt này á. Không có hạt sao mới mọc được, nó phải có hạt mới mọc chứ. Cái này mới ra cái này có hạt đâu. Thế nào luôn. Đâu. Quay cho các bạn, à, quay cho nhớ ai xem. Không ai xem. Em nghĩ là mình về mình sẽ chỉnh tiêu đề video là gì? Lang thang. Không, lang thang hoay. Mấy cái hạt này hạt mấy cái thông đúng không? Dạ, bây giờ không phải bây giờ đi tìm mà mình sẽ kiểu dùng hạt thông để trang trí nhà chẳng hạn. Thế là hợp lý kiểu anh thấy. Cũng có những cái video anh thấy rồi ấy. Anh sẽ quay lại em. Có 2 phút thôi, cố lên tầm 30 phút là mình sẽ tắt, mình sẽ đi về. Nhà hôm nay mua cơm hay là gì? Nấu. Mua đi. Mua cho đây. Xem còn tiền không? Hôm nay anh làm rơi tiền. Rơi xong lại nhận được mà. Rơi chỗ anh làm ấy. Ui, con cơ cơ. Quay ở đằng trước này nó không quay được 60 fps, nó rung lắm rồi. Đâu quay lại luôn, bẻ đi lần. Cái này nó đau tay lắm thì ô lông lá nhỉ. Mình xin kế. Hôm nay mà quay video cam sau thì nó dễ hơn. Nhìn thấy không nhìn thấy. Không chuyển được. Ok, nó xuống bên kia đi. Bây giờ nó chặt như thế này không có đâu. Anh bảo mình xuống dưới kia mình hái rau về. Đang ở đây không? Không, ở bên kia cơ. Bên kia chắc có. Thank you.
thế nào? Em biết tại sao nó lại chết kề ở đây không? Nó chết mỗi một vũng này không? Trong này chắc cũng ít chuột thôi. Ui! Ra này! Quả này dài đấy cứt. Đâu? Đây á? Đây này! Đây này! Đây này! Ui! Chết chưa? Chưa sống mà! Sẽ quay con ốc sên. Nhưng mà nó khát nước cái lan ạ. Được bao nhiêu phút kìa? 6 phút rồi. Đập nát thôi này. Không, mới dám đập. Chỗ nào? Căn đường. Rồi, đi. Là chỗ khác rồi nhỉ? Một tối đi. Gió lên một tối. Ui. Cầm ngang nhé, đừng cầm dập nữa. Nó xây, nó quay xoay dọc đấy. Ôi, tưởng nên dám nó quay dọc không? Quay đi sao? Nói ra. Công viên. Công viên á.
là phải bật được tiếng tiền đó. Bật được tiếng tiền thì mới có động lực để làm những cái video khác. Có động lực để làm bây giờ có. Nó có động lực nào đấy. Ăn nhiều lắm. Túi bao tiền đấy? 10.000 một túi. Nó một túi thôi. Hai túi ăn không hết. Mang về. Mang về nữa. Sướng chưa? Ăn kiến. Ăn không có cái gì để cho nên cho anh ăn này. Đây này.
cầm đi em. Anh đi. Anh sợ ngoại cả. Ngoại có thì anh sẽ cầm điện thoại cho. Tự nhiên ngồi đây ăn kỳ. Vì đứa nào hơn chắc anh có người ăn nói nhưng anh không quay. Mình như một túi bấm như này. Ồ, em phải để tay, bắn đấy là tay nào á. Không biết. Nhìn có cặc, bố vả hết rồi. Nói trục lắm. Nhìn anh, nhìn anh chờ sao. Tôi không cần quay đâu. Quay mây, quay trời, quay anh ta anh tình cũng được. 2:30 à? Ừ. Tại sao? 10 phút cũng được mà, không tặng à. Nhưng càng lâu thì nó càng lên nhanh á. Đi ăn thì có sao? Tạm được nhưng mà ăn rồi xong tính ra về không có ăn gì đâu. Mua một suất cơm mà. Ừ. Mua chín mì lò này lò ăn. Món này hai quả thôi. Ok. Nó mới nổ nó còn ấm, còn ấm. Hả, bọn này bắt đầu về. Bọn này bắt đầu về. Mình đi về đi nhỉ. Ngại quá à. Nó có rồi à? Ừ. 10 phút nữa thôi, được rồi à? Không ăn rồi. Người ta không biết mình nó ngại rồi. Không, cái này là cái gì? Ít người lắm. Mấy món.
quê anh nhớ ấy. Anh thích kéo này. Bằng ngày mai cắt ít bọt á. Khó ngọt đấy. Mua về tự làm. Tự làm được mà. Ngồi trên happy à? Ngồi mà anh không làm được. Không nở mẹ. Nó không biết làm. Không biết làm nó không được. Ừ. Công ty này làm cái gì nhỉ? Toàn xe xịn thôi. Toàn xe tay ga thôi. Toàn người ở đây là thế. Tất người đây làm hơn nhỉ? Có khi là công chức viên chức gì xong rồi ta ngồi. Người ta để xe ở đây. Công nhân để xe chỗ khác nhỉ? Ăn bây giờ ăn 6 phút nữa mà vẫn chưa hết thì mang về. Giờ ăn hay lâu. Năm phút nữa thôi. Hôm qua đấy là còn cái nhịp nữa.
xong rồi. Kéo đâu có cái mẹ gì cả. Nó muốn tỏa là nó có. Nó có ăn mua một sức cơm ăn ạ. Ăn cái này thôi nè, 2 phút nữa. Hết rồi, 1 phút nữa thôi. Mấy thằng kia. Nó không đau, nó không đau. Trăng nữa thôi. Cầm lên. Nó chưa hết à? 29 rồi. Hello. Hi. Hello. Cướp đi đấy. 51. Nè. Tối thế. Gì vậy? Thế này, 30 thôi. Mới bài.